Thưa quý vị, chủ động, sáng tạo, khoa học trong điều hành, đồng thời sẵn sàng các tiêu chí an toàn phòng chống dịch để thích nghi với trạng thái bình thường mới. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đặt ra đối với các địa phương, đơn vị tại cuộc họp giao ban công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh diễn ra vào sáng nay. Tại cuộc họp, một số vấn đề về việc nới lỏng giãn cách xã hội, mở cửa trở lại một số loại hình dịch vụ, các tuyến xe buýt, xe liên tỉnh nối các địa phương như Quảng Trị, Quảng Ngãi được lãnh đạo các địa phương, các sở ban ngành quan tâm thảo luận. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng cần phải đánh giá lại yếu tố dịch tễ của các địa phương vừa trải qua 28 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, cần có các tiêu chí an toàn phòng chống dịch cụ thể để làm cơ sở khôi phục trở lại các hoạt động sản xuất, giao thương, vận tải. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ nhận định, công tác phòng chống dịch COVID-19 là câu chuyện lâu dài khi chưa có vaccine. Do đó, việc tăng cường và hoàn thiện các giải pháp để quản lý các hoạt động kinh tế, xã hội trong trạng thái mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải nêu cao hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo, khoa học trong điều hành, đồng thời sẵn sàng các tiêu chí an toàn phòng chống dịch để thích nghi với trạng thái bình thường mới. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở ban ngành căn cứ vào các tiêu chí đánh giá mức độ an toàn của ngành mình, báo cáo hàng ngày cho ban chỉ đạo để làm cơ sở điều chỉnh các tiêu chí sao cho phù hợp, đồng thời chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo khi có trường hợp lây nhiễm xảy ra. Nhấn mạnh quan điểm chung sống lâu dài với dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị không quá cực đoan nhưng cũng không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch, chủ động đề xuất các phương án giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn để khôi phục hoạt động sản xuất kinh tế. Với mục tiêu an toàn của người dân là trên hết, lãnh đạo tỉnh mong muốn các địa phương, cơ quan, đơn vị phù hợp chặt chẽ hơn nữa với người dân trên mặt trận chống dịch. Về phía tỉnh sẽ có những chính sách, cơ chế để hỗ trợ cho các đối tượng lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.